thành thứ luôn gặp xui. Tôi từ xưa luôn sống thánh ngài, tôi sao sáo hồn bao giờ. Nhưng sao chẳng ai thương tình tôi, nhìn thấy tôi là che. Cho rằng tôi vô duyên chẳng ngừa, sao số tôi lao đao thế này. Ta ra 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 đi. Ta. Mình đi tới đâu người ta nói mình là thằng vô duyên tới đó vậy cả. Mà mình có vô duyên không? Chắc không có đâu. Mà nếu có cũng chút đỉnh thôi à. Tại vì mình chưa gặp đúng đối tượng chứ. Cái mặt này đâu đến đổi đâu. Ê, ê, cô hai. Đi chợ về hả? Chứ đi đâu, sách vở thì đi chợ về chứ đi đâu. Ủa mấy cái này mua đó hả? Vậy chứ không lẽ ăn cắp. Biết đâu chừng. Trời ơi ông này. Hồi sáng gì ai đánh phải không? Nó vẫn chơi thôi làm gì dữ vậy. Trời ơi cái vô duyên không. Rồi sao đường rộng mênh mông nó không đi. Là tràn ràng qua lại gì chứ vậy. Muốn cái gì? Muốn biết tên. Cô cho tôi biết tên rồi tôi cho cô qua liền. Vô duyên nữa. Tôi với anh đâu có quen biết. Hỏi tên tôi làm cái gì? Thì không quen không biết mới hỏi tên. Chứ biết hỏi tên bà nội làm cái gì bà nội. Trời ơi từ em lên tới bà nội rồi thôi chết rồi. Trời ơi sáng sớm gặp nhằn ở thằng vô duyên. Này, vô này, duyên này, quá này, là vô duyên luôn á. Nói gì tôi cũng được, đừng nói tôi vô duyên nha. Nhiều người nói rồi đó. Trời ơi. Đừng nói nữa nghe. Xin lỗi à. Bây giờ cho biết tên không? Hay là muốn ở đây tới tối? Trời đất ơi. Nói tên là tôi cho về. Tên Mót ông ơi. Mót. Gì? trời hết hồn. Cái tên hợp với người dễ sợ luôn. Trời ơi. Mót năm nay nhiêu tuổi à? Trời ơi 24 tuổi. 24 tuổi? Không dám 24 tuổi đâu. Trẻ hơn phải không? Mặt mẹ già khằng gì mà 24 tuổi ai tin. Trời ơi. Sao mà vô duyên dữ vậy trời. Tôi nói thiệt đó. Tuổi thiệt đó ông. Tuổi thiệt mà già vậy đó hả? Chắc tại làm ruộng văn nắng á, nên thấy tôi già chứ 24 tuổi à. Nhìn giống 40 quá. Trời ơi. Có chồng con gì chưa? Khỏi kỳ quá. Còn nhỏ xíu chồng con gì. Không dám nhỏ đâu, tuổi của bà là có chồng được rồi. À, tôi biết rồi. Chắc gia đình thiếu nợ, thiếu nần nhiều quá, không ai dám lấy, sợ về trả nợ giùm chứ gì. Trời ơi, sao mà vô duyên dữ vậy trời ơi. Dây nợ của ai đâu, nhà tôi có thiếu nợ của ai đâu, tôi không phải gia đình nghèo đâu nghe. Ôi, đừng có xạo bà ơi, không mắc nợ. Không mắc nợ sao không có chồng? Tại không muốn. Không muốn, muốn thay mồ làm bộ hoài. Trời. Cái tuổi bà đó nhiều người 4 năm đời chồng 7-8 đứa con kiểu này chắc ế nè. Xin lỗi à, không dám ế đâu. Nhìn kỹ đi mặt vậy mà ế hả? Vậy chứ mặt nào mới ế, có ai ưng đâu mà không ế. Sao anh biết không ai ưng? Nhìn là biết liền, xấu như ma vậy ai lấy. Mặt tôi xấu như ma vậy còn đỡ hơn mặt anh à. Mặt tôi sao? Mặt anh giống quỷ á, quỷ mà còn ăn nói vô duyên nữa. Nè nè, ăn nói đàng hoàng nha. Hồi nãy giờ tôi nói chuyện tình cảm với cô, tôi lịch sự với cô. Sao cô nói xấu tôi? Ý trời. Hả? Anh không nói xấu tôi làm sao tôi nói xấu anh được. Trời. Muốn kêu người ta làm chứng không? Nãy giờ tôi nói xấu cô gì đâu. Thì đó mặt mày tao giống ma này ma nọ đó. Tôi thấy sao tôi nói vậy thực tế chứ bộ. Vậy cho anh thấy ma chưa? Chưa. Chưa sao anh biết mà anh nói? Tôi nghe người ta nói tôi bắt trước. Biết thì nói, không biết thì thôi. Nói tầm bậy tầm bạ người ta giọng trong vô căng mặn mặt mà nói sao xui à. Tôi tưởng nó ma đẹp, tôi đâu biết ma xấu đâu, xin lỗi đi. Trời đất ơi. Bây giờ cô không chịu ma chứ giờ cô chịu cái mặt cô giống gì? Không giống ai hết á, mặt mũi tôi sao thay kệ bà nội tôi. Tôi không cần anh khen chơi vậy đó. Cần thì thôi. Tôi không thèm quan tâm tới nữa đâu. Gì cười nó đây ông, mỗi lần ông mà chuyển qua cười tôi sợ lắm. Tôi muốn nói cái chuyện này. Gì nữa? Với Mót. Trời ơi tôi chết rồi, sao tự nhiên chuyển nhanh vậy ông? Tôi có điều này nè. Điều gì? Điều gì nói đại đi để tôi còn về nhà nữa. Tôi thấy Mót cũng lớn rồi. Mà không ai lấy Mót hết á. Trời. Bà bây giờ không ấy Mót lấy tôi đi. Trời ơi. Không dám đâu, buông ra. Buông ra là cái gì vậy? Chừng nào nói lấy tôi buông. Trời ơi buông ra, buông ra. Không buông. Đồ vô duyên quá, vô duyên đồ ôn binh, đồ cô hồ các đảng. Trời ơi buông ra. Cái gì vậy Mót? Dạ. Mày chửi con mày hay chửi ai dữ vậy Mót? Trời ơi con nói ông bác nghĩ coi đi.
con gặp cổ đi giữa đường, con biết là người ở xóm mình, con hỏi tên cổ để cho con biết tên, con gặp chào hỏi đàng hoàng, tự nhiên mới hỏi tên cổ chửi con à. Không dám nhiên đâu. Cái đó mày bậy nghe nó. Trời ơi. Cái con... đó mày bậy à. Không có, con nói cho ông bác nghe... nói cho con nghe, mình là con gái đẹp phải không? Đi ra đường người ta thấy đẹp, người ta mới chọc ghẹo, người ta hỏi thăm, hỏi tên tôi, hỏi tuổi thì mình nói cho người ta biết, làm gì mày chửi người ta. Ông thằng chết này nó rất là đàng hoàng tử tế chứ sao mày chửi nó? Không. Đó thấy không? Nói với thằng quỷ già đó có được không? Trời ơi đó. À giật mày súng đạn ăn mày. Đó. Sao tự nhiên mày rủa tao thằng quỷ sống? Đó. Bởi vì cái bản mặt mày người ta chửi là phải đồ vô. Vô duyên. Ủa sao ai cũng chửi tôi hết trơn ở trọ vậy trời. Nhiều năm lòng cứ mong cầu tìm cho một ai, mà sao chẳng thấy ai bằng lòng nói lời yêu. Trời thiệt chẳng sắp cho công bằng, người thì có bốn năm ba yêu, cớ sao tôi đây không được người nào. Lòng sai tình mới đây, nhưng cô ta lại đi. Vì sao người quay lưng lặng lẽ mà đi, lòng này muốn nói câu trao tình mà người chẳng lắng nghe lời yêu. Phải chăng do tôi vô duyên mà ra, dẫn mình vô duyên. Ha, buồn quá. Anh Bảy, cho tôi đi với anh Bảy. Trời ơi, đẹp quá. Mà giữ lại đi ông già mà. Coi bà con rồi đi. Có chuyện gì mà cả đàn cả lũ kéo nhau đi vậy cả? Không lẽ trái nhà? Em mình phải đi theo họ mới biết được chứ. Ô, chào quý khách, cung hỷ, cung hỷ, dạ, 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 mời anh Tư, dạ. Chị Tám cũng bận bịu dữ lắm mà nhất chút thời gian ghé đây dạ, tôi mừng dạ. Lắm này à. Dạ dạ thưa ông, năm mới qua. Thôi thử chị Tám vô trong ngồi à. À anh Bảy à, cô Ba dạ dạ mời vô trong ngồi à. Dạ dạ dạ. Dạ dạ cảm ơn ông Năm à. Dạ 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 mời, dạ mời vô coi rồi dạ. Bác Năm. À, chết tôi rồi, trời ơi. Bữa nay tân gia hả? Đã nha. Tính làm mặt lạ hả? Mời vô. Ngồi. Ủa ngồi hết rồi, tôi ngồi đâu? Ô, khách quý mà. Khách quý phải ngồi bàn đặc biệt. À, vô đây ha. À, còn Trấn, qua đây nè. Đâu? Đó, đó. Ý, không phải, qua chỗ này. À, đây này, theo tôi còn Trấn. À. Đó, đây nè. Chỗ này nè. Đây đặc biệt dành cho cậu á. Trời, tôi ngồi đây hả? Đừng có ngại, cứ ngồi ăn uống thoải mái đi. Đồ ăn thức uống ê chề nè. Đây nè, à, tôi gấp cho cậu nha. Đó, 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 ăn đi, đó. Đây là rượu nữa nè. Đó, rót ra nè. Cứ uống, uống cho đã. Không sai là không về. Cái tiếng Tàu người ta nói là mậu chui mậu chậu á. Sai không về. Bác Năm có làm gì đi làm đi. À. Để con ở đây tự nhiên ăn uống được rồi. Không cần bác phải bận tâm phục vụ đâu. Tự nhiên nha không? Cứ tự nhiên. Nè ăn đi. Dạ. Mồi này cũng bén rồi nghe. Khoan. Dạ xin lỗi bà con. Dạ xin bà con ngưng. Ngưng nói chuyện, cho tôi hỏi bà con một câu coi. Thưa với bà con, trong mấy người mà có mặt ở đây, ai là cái người chủ mưu báo tin cho thằng Trớt, cái thằng vô duyên nhất sớm mà biết nhà tôi bữa nay làm tiệc tân gia mà tới đây hả? Ai? Ai lên tiếng đi. Cái gì mà la sùm với ông? Đâu có chuyện gì. Ở trên này nói chuyện ồn ào à. Nói chuyện chuyện thời sự mà. Nói chuyện ừ hả? À, thời tiết đó. Thời sự thời tiết hả? À. Bộ sắp có bão hả? Nói bậy đi, đâu mà có, cơn bão số 5 nó đi luôn rồi, nó không có vòng lại đâu. Thôi, cứ ăn uống đi. Ăn uống đi cho no đi. Đừng có nói nữa.
Tôi ngồi ở dưới không có vui bằng cái trên này gì hết á. Nhưng mà ở trên này hết chỗ rồi, giờ cậu trót xuống dưới ngồi ha. Ôi cái chỗ ngồi đâu có cần gì đâu bác Năm, đâu có cần gì đâu. Ngồi đây ăn giùm tao, đừng có nói bậy nói bạ nghe chất. Biết rồi. À, vô đi. Cái món gỏi gà này ngon quá. Thôi, tôi già tôi không ăn gỏi gà đâu, tôi ăn tôm sú này chứ. Tôi dạ, ăn. Dạ anh à. Ăn cái món cà ri gà. Tôi nhớ không, không tôm sú xe xỉn đó phải không anh? Tôi khoái cái món vịt quay à. Tự nhiên đó bà con, trời vui quá. Vui à. Cái nhà đẹp quá. Ờ. Bác Năm. Ăn đi, đừng nói bậy nói bạ. Cho tôi khen cái nhà anh chút đi. Làm gì dữ vậy? Thôi kệ, để cho nó nói, nó khen gì nó khen đi. Nó mở miệng ra là không có nên. Cái nhà đẹp quá bác Năm ha. Ờ. Bác cắt cái nhà này nhiêu dữ vậy bác Năm? Chà, mày này chắc là người thứ mấy chục hỏi tao rồi đó. Nhà này tao cất 10 lượng vàng. Trời ơi, cái nhà gì mà cất 10 lượng vàng. Cái trời, 5 lượng là dữ lắm mà. Trời ơi, 5 lượng sao đủ mày? Không đủ thì thôi, mình ở cái chòi tranh như lúc trước cũng được vậy. Cần gì phải xây nhà cửa lớn lên cho tốn tiền. Mày nói gì sao phải trớt. Có ai muốn mình ở nhà tranh vách lá suốt đời đâu mày. Sống thì phải vươn lên chứ. Con thấy như vậy nè bác Tư. Thôi con... đi trời, vậy mà hay với bác Tư ơi. Vậy hay là sao? Hay ở cái chỗ nào? Hay cái chỗ là cái chòi nó rẻ tiền. Nếu xảy ra quả hoạn thì mình đỡ hao tốn. Còn cái nhà lớn như vậy đó mà lỡ cháy nè, 10 lượng vàng của ông tiêu hết trơn. Phải mấy người buông tôi ra coi. Làm gì mà lớn tiếng quá. Mày nè. Buông ra. Tôi chưa ăn no. Dạ xin bà con bình tĩnh, trời ơi bữa nay tôi mời tôi thỉnh bà con tới đây ăn tân gia. Mà không ngờ không biết ai thỉnh cái thằng cu hồn mày nó tới đó trù tôi mới ăn tân gia mà nó nhà cháy, trời ơi mày. Tôi chưa ăn no. Ăn no không ăn no gì mày cũng đi về, yeah, mày ra khỏi nhà tao. Buông ra. Bà con đâu lôi cổ thằng này ra ngoài giúp tôi. Trời ơi. Gãi xương tôi. Nó cu hồn cắt à. Ơi trời, cửa nẻo gì có chút xíu qua sao lọt. Từ từ thủng thẳng chứ. Ép quá tôi loại ruột bây giờ à. Cất nhà mà không dám mở cửa rộng ra, lỡ mai mốt là ông khiêng cái thùng vuông vuông vào sao lọt. Lúc đó phải phá cửa hả? Trời ơi, thùng vuông vuông ý mày nói cái quan tài á mấy ông. Trời ơi, cái quan tài á đựng cha ông rồi lần đó. Trời ơi, cất nhà không chịu tính trước dở quá. Đồ làm quỷ sư, đồ hà bá. Ơi bà con ơi, bà con làm ơn đưa nó đi về giùm tôi đi. Dạ ôi dạ trời, trời chết tôi rồi, gãi đặt tôi bỏ người ta cứu tôi. Trời ơi, sao đời tôi khốn khổ thế này. Ôi vì đâu mà mọi người đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Thiệt là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Tết nhất mà mặt mày tôi trời ơi. Thôi than vãn gì nữa. Tao nói với mày hoài mà mày không chịu nghe tao. Con trai lớn rồi, không lo tìm việc làm để lo cái tấm thân, rồi mày còn lo cho mẹ mày nữa chứ. Cứ liêu lỏng suốt ngày ăn bậy bạ để cho thân thể ra như vậy đó cũng vừa mày lắm mà. Trời ơi, tôi bị gì không ăn ngủ, tôi còn chửi tôi nữa. Tôi bị vậy đó là tại má hết á. Sao tại tao? Má sinh tôi ra để người khác bắt miếng tôi đi. Má bắt miếng tôi làm chi thì tôi ăn nói vô duyên giống má đó, họ đánh họ chửi tôi chứ sao. Nín nè, mày đừng có nói vậy cho mày. Mày hỏi hết cái xóm này coi ha, coi ai vô duyên. Trời ơi, nói thiệt với mày đó hả? Tao mà có duyên bao nhiêu hả? Thì cái mặt của mày nó vô duyên bấy nhiêu à? Trời. Trời đất ơi, mày con tao, tao đẻ mày ra mà mày không giống tao được chút nào. Mà nhà mày giống thằng cha Tư hàng xóm. Coi 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 nổ điên lên không? Đúng rồi.
Má có duyên ghê ha. Con là con của má mà giống cha Tư hàng xóm. Vậy chắc má gặp với cha Tư hàng xóm mới sanh ra tôi à. Nín. Trời đất ơi, mày ăn nói với tao như vậy đã hả trời? Nói làm sao? Với tao mà mày còn ăn nói vô duyên khở đó đó hả? Hèn chi, lối xóm không giả mày tét miệng là vừa rồi. Gần tới năm 2000 rồi nghe con. Nói chuyện cho có duyên dùng chút nghe con. Đừng có vô duyên vậy nha con, mất dạy vậy nghe con. Năm 2000 sao? Thì năm 2000 trái đất này nó nổ tung, tận thế chết chứ làm sao? Tôi thấy à, năm 2000 này chỉ có một mình má tận chứ không ai tận hết. Đồ nhảm không? Trời ơi trời, mày ăn nói gì kỳ cục vậy mày? Đi, đi ra khỏi nhà tao, cái đồ vô duyên. Ủa, có ai tìm tao trước nhà? Để tao ra coi. Còn mày chuẩn bị đi, cú quái ra khỏi nhà tao, đồ thằng vô duyên. Dạ, dạ, chào các anh các chị. Có chuyện gì mà đông vui quá vậy? Trời ơi, tụi tôi tới tới tặng quà. Tặng quà thôi hả? Dạ, dạ tặng quà cho chị. Hả? Tặng quà Tết? Dạ. Trời ơi, sự thật như vậy hả? Sự thật mà. Ôi, cảm ơn quý quá anh chị nhiều quá. Sao mà anh chị tốt với gia đình của em, ủa của tôi quá vậy? Trời, có gì đâu. À, tại tụi tôi muốn hưởng cái Tết bình yên mà chị. Đúng vậy. Ủa vậy là sao? Trời ơi thì đâu có gì. Tặng quà cho chị á, là chỉ mong chị giúp cho từ mùng 1 tới mùng 3 Tết á. Chị ráng làm sao mà chị giữ giùm cái thằng trớt con chị á. Đừng có cho nó ra đường là được à. Dạ, tụi tôi sợ nó lắm. Ủa, nói vậy mấy anh mấy chị nói vậy là tôi giữ con tôi. Dạ. Mà giữ nó bằng cách nào? Tụi tôi có cách mà. Dạ có cách hết đó chị ơi. Cách gì? Cách vậy nè, để tôi nói chị nghe ha. Hả? Đó, vậy là xong mà. Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng mà ở đây á, thường thường hãy bánh xếp đi á, thì bánh quy phải lại. Các anh chị đã tặng quà cho tôi nhiều quá mà tôi không tặng lại cái gì á thì tôi thấy tôi ngại quá hà. Ơi, có gì đâu chị ơi. Miễn sao chị giúp cho chúng tôi á, ru nó ngủ 3 ngày Tết là đủ rồi. Dạ, dạ. Yên tâm đi. Dưới cái kế hoạch của anh chị nãy giờ nói đó nghe, tôi bảo đảm nó ngủ 5 ngày nữa chứ đừng có nói ba. Dạ, vậy là cảm ơn chị nhiều. À, tôi mà con tôi đẻ tôi biết mà. Nó vô duyên lắm. Bởi vậy thôi, bây giờ cũng đại diện gia đình xin lỗi các anh chị ở đây, cũng niệm tình tha thứ. Sẵn đây ngày hết Tết đến, tôi xin chúc cho các anh chị hưởng một mùa xuân. Mùa xuân gì ha? Dạ chị cứ nói đại đi. Kể nói đại đi ha. Dạ. Dạ một mùa xuân phước bất trùng lai quả vô đơn chí. Cái gì bà? Tấn tài tấn bình an, tấn tới lấn lui văn xuống sàn. Trời ơi con mẹ này cũng vô duyên như là con của mẹ hả? Dạ nói vô duyên bà ơi. Dạ mẹ nói vô duyên của bà ơi. Đừng tới nhà tôi nha. Thôi về về về. Ôi đồ cháy vô gia đình vô duyên quá. Trời ơi đi về. Trời ơi không lẽ hộ khẩu tôi vô duyên hết sao? Ủa có cái chuyện gì mà họ chửi má quá trời vậy? Ai biết đâu. Khi không cái tao chúc xuân họ à. Mà mày biết không, tao chúc thường á, họ khi dễ, họ khi dễ nhà mình không có trí tuệ, nên tao chúc văn chương chữ nho, mày hiểu không? Mà tại họ không hiểu, cái trí tuệ của họ hẹp quá nên họ không có hiểu được cái ý của tao, cho nên họ chửi tao. Mày nghĩ coi à, có tức không à? Tức nói vừa vừa thôi nó quá ho. Nước mở dạ. Tao nói mà cũng tại mày hết trơn à. Tại tôi sao? Tại mày không à. Mày vô duyên cái mày lây qua tao, mày thấy không? Trời ơi hồi đó tới giờ chưa ai nói tao vô duyên, bây giờ tự nhiên có người nói tao. Mày thấy không? Cũng tại vì mày không à. Tôi không mày có vô duyên người ta mới đưa cái ly nước như vậy nè. Mày thấy không? Cái ly nước gì? Miếng đã để tao uống miếng đã. Tao xuống cho nó xuống tao nói nữa. Thì đưa cái ly nước này nè cho mày uống. Mày uống là mày ngủ 3 ngày 3 đêm. Đặng mày canh họng mày đợi. Đặng mày đừng có nói chứ tao đâu. Ủa sao? Ủa sao còn miếng nước nào hết vậy ta? Cái ly đó má uống hết rồi. Trời. Vậy là tao hả? Má. Má. Rồi, ngủ rồi. Trời ơi. Mô Phật. Mấy năm rồi mới hưởng được cái Tết bình yên. Thằng vô duyên giờ này chưa xuất hiện.
chắc nó ngủ rồi không à, tôi nói thiệt với anh đó nha. Sao? Tôi nói thiệt chứ tôi dái nó ngủ luôn 3 ngày Tết hả trời đó. Tôi cúng ông điệu mấy nãy chuối luôn cái đừng nha. Nhưng mà nghĩ thiệt lạ nha. Không có ai gia đình nào mà như gia đình đó. Sao gia đình gì mà vô duyên vậy? Đúng rồi. Mẹ tới con vô duyên thiệt. Không chưa người nào trấn nổi đâu. Với chuyện nói ai vô duyên đó. Nó tới rồi anh em. Vô. Cái vụ gì mà chạy dữ vậy bà con? Vô nha ông ơi. Cái gì? Vô duyên nó tới kìa. Nó tới hả? Chết mẹ. Thôi đóng cửa lại cho chắc ăn. Ủa, cái gì đây? Cái cẳng quai đây của con mày đó hả chết? Nó chứ còn ai nữa. Đi đâu đi ông nội? Con đi cha ơi. 3 ngày Tết rỗi rảnh ghé thăm bác Tư cha ơi. Thăm tao hả? Dạ. Thôi được, mày muốn thăm thì thăm. Nhưng con ơi, thăm thôi chứ đừng nói gì nghe con. Thấy không? Không được nói câu nào hết nghe. Thăm mà không được nói hả? Mày hứa đi, mày hứa tao mới cho vô nhà. Không đi ra ngoài tao đóng cửa à. Từ hứa chứ làm gì dữ vậy? Hứa không? Hứa. Hứa phải giữ lời nghe mày. Dạ. Bắt cho con vô nhà nghe. Vô đi. Sao hồi hộp quá. Trời ơi cái miệng nó dảnh rồi, nó dảnh rồi. Trời ơi cái miệng nó dảnh lên rồi nghe trời. Ý. Cái Nín liền. Câm họng lại. Đồ đạc trong nhà tao sao thay kệ tao. Mày chỉ lấy con mắt ngó. Ui, không có được nói. Tao đã cấm rồi. Bây giờ mày muốn nói phải không? Ra ngoài đường nói một mình anh mày nghe đi. Tao không nghe. Vậy đó. Muốn gì cứ ra giấu chứ đừng nói. Ngồi ghế chơi đi. Cái gì? Muốn uống nước trà hả? Được. Muốn uống trà thì tao có trà nè. Trà nè. Uống đi. Con dơi ngon lắm. Cứ uống thoải mái. Hết bình này tao châm thêm bình khác. Bác Tư. Uống trà đi con ha. Hết rồi hả? Để tao châm thêm. Ông này kỳ thiệt ta. Khách tới nhà chơi mà không cho nói. Ê, lãm nhảm cái gì đó chú ơi. Dặn rồi nhớ không? Dạ con nói. Mày không được nói gì hết. Mày chỉ im lặng uống nước trà thôi. Bác Tư, bác làm ơn cho con nói chỉ một câu thôi. Một câu duy nhất thôi. Một câu thôi phải không? Thôi được, tao cho phép mày nói. Chỉ một câu thôi nghe. Nói đi. Con thấy ngoài cái chuyện pha trà cho khách đó là bác còn phải cho con nói năm chứ vui nhà vui cửa 3 ngày Tết chứ. Chẳng hạn như nói vài lời cảm ơn hay là hỏi thăm sức khỏe của bác. Xem bác có đau yếu bệnh hoạn gì không, bác có vướng phải cái bệnh nan y nào không. Trời để ơi. Con còn biết cách gì giúp bác chứ. Con có nhiều bài thuốc hay lắm nghe. Bác bệnh gì nói thiệt đi, đừng có giấu con giúp cho. Thôi được. Tao cảm ơn mày. Mày đã có lòng quan tâm tới tao, thấy không? Sức khỏe tao vẫn tốt, chẳng vướng phải cái bệnh nan y nào. Mày yên tâm đi. Uống nước đi. Con nói bao nhiêu đủ rồi. Uống nước đi con. Chưa đủ mà có còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Mày muốn nói gì nữa? Thôi đi con. Thôi đừng có nói. Mỗi lần mà nghe mày nói trong lòng tao nó cứ phập phồng lo sợ quá. Có gì đâu sợ. Sợ cái lời nói của mày vô duyên đó. Không có đâu. Không có vô duyên đâu. Bác yên tâm đi Tết. Con nói chuyện vui vẻ, đàng hoàng lắm, không có vô duyên đâu. Vui vẻ, đàng hoàng phải không? Dạ. Chắc không? Chắc. Chắc thì nói, không chắc thì thôi nghe. Bảo đảm bác tin con đi. Thôi được, tao tin mày á. Cho phép mày nói đó. Câu thôi nghe. Bác Tư. Ừ? Nhỏ đẹp trai quá ha. Nói gì được đó con. Cười vậy mà mặt. Nhỏ ơi, giống Bác Tư quá ha. Dĩ nhiên. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh chứ mày. Con bác hả?
bậy, cái đó bậy đó, cái đó bậy, thấy chưa? Mới vừa khen thì lại ăn nói tầm bậy tầm bạ rồi. Mày đúng là vô duyên mà. Mày nhìn kỹ coi tao từng tuổi này mà có con 3-4 tuổi hả? Cháu nội tao đó. Cháu nội? Thiệt không đó? Con rồi nó đại con đi, đừng có giấu rồi tội chết nghe bác Tư. Cháu nội thì tao nói cháu nội. Chứ sợ gì mà phải nói gian nói dối. Tao già rồi nghe mày. Bộ già không biết kiếm vợ bé à? Ở trên đời này thiếu gì người già như bác mà có vợ bé, vợ mọn. Họ lén lén vợ á, đi uống bia ôm nữa. Con nói cho bác biết nha, bác đừng có lén lúc đi đêm đi hôm mà có lỡ dướng xì đa là khổ quá nghe. Trời ơi, nín nín liền. Trời đất quỷ thần ơi, mày ăn nói vô duyên cũng vừa phải thôi. Có đâu mà vô duyên dữ vậy mày? Tao lén đi đêm đi hôm bao giờ đâu mà mày nói vậy chứ. Mày muốn nói xấu tao phải không mày? Đâu có, con chỉ dặn dò thôi. Im mày, tao cấm mày nghe. Mày không được quyền mở miệng ra nữa. Mà mày mở miệng ra là tao tống cổ mày ra ngoài đường liền bây giờ đó. Ăn nói vô duyên vậy mà cũng nói được. Trên đời này tao chưa từng thấy ai vô duyên như mày. Muốn nói cái gì thì cũng phải động não, phải suy nghĩ xem lời nói của mình có phật ý ai không rồi hả nói. Mà trước khi nói á thì phải uống lưỡi 7 lần mới nói, hiểu chưa? Có đâu mà ăn nói buông thùa vậy mà nói được. Mày có nghe tao nói gì không chứ? Có nghe không? Nghe mà hiểu không? Ráng nhớ để rồi ăn nói cho đàng hoàng nghe con. Bác Tư. Gì nữa? Lời bác Tư nói con đã hiểu. Con tính không nói nhưng mà sợ bác không hiểu. Con xin được nói chuyện đàng hoàng, mong bác Tư cho phép. Con sẽ uống lưỡi 7 lần trước khi nói, bảo đảm không làm phật ý bác Tư đâu. Đúng vậy phải không? Dạ. Thôi được rồi, mày đến thăm tao thì tao cho phép mày nói. Nhưng mà mày chỉ nói về tao thôi. Còn con cháu nội tao trong nhà hay là người khác á, mày không được quyền nói, nghe chưa? Dạ. Muốn nói gì nói đi. Mày làm gì vậy? Dạ uống lưỡi. Mới có 4 lần giờ uống thêm 3 lần nữa. Dạ bây giờ con nói được hả? Nói đi. Uống 7 lần hả? Ừ. Bác Tư. Ừ. Năm nay bác nhiêu tuổi à? Đó mày đoán xem tao năm nay bao nhiêu? 50. Không đúng. 40. Chật lắc. 20. Trời đất ơi, tao gì mà 20 tuổi hả mày? 20 tuổi thì nắm gì bạn mày chứ đâu phải bác mày đâu. Vậy năm nay bác nhiêu nói mẹ đã cho rồi. Mày đặt đố hoài. 80. Gì? 80 rồi. Trời đất ơi, 80. Thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng gì sao trời. Mày thấy săn ghê chưa? Săn. Nhờ tao thường xuyên vận động thân thể mà. Sáng nào tao cũng tập dưỡng sinh đó. Vậy hả? Để giữ gìn sức khỏe nên mới được như vậy đó chứ. Vậy hả? Tao đang phấn đấu để sống đến 100 tuổi bằng ông nội tao ngày xưa. Bộ muốn thành quỷ hay sao mà sống lâu dữ vậy? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao mày cứ rủa tao hoài vậy chứ? Ê chứ. Dạ. Tao đối với mày tốt quá mà. Mày vô nhà tao đó, tao ân cần mời mày uống nước trà rất là lịch sự. Mà tại sao mày hết trù tao bệnh sida, rồi bây giờ mày rủa tao thành quỷ nữa là sao mày? Hả? Mày hứa với tao là mày ăn nói đàng hoàng, tao thương tình để cho mày nói. Vậy mà hết lần này đến lần khác mày cứ ăn nói tầm bậy tầm bạ, vô duyên vô dụng. Thôi kể từ giờ phút này á, mày chỉ phép ra dấu thôi chứ không được quyền nói. Tao sợ cái lời ăn tiếng nói của mày quá trời quá đất rồi. Dị tình cái chỗ láng giềng, không thôi tao tống cổ mày ra ngoài sân nãy giờ rồi. Thôi uống trà đi ông nội. Muốn gì nữa đây? Mày muốn cái gì tao không có hiểu. Trời đất ơi, tao khổ mày quá. Thôi nói đi ông nội. Mày muốn gì tao? Bác Tư, bác làm ơn há miệng cho con xem coi. Làm gì vậy?
con xem răng bác Tư còn tốt không nha. Giờ này muốn làm nha sĩ khám răng hả? Được, mày muốn xem tao cho mày xem nè. Chà, răng bác Tư tốt quá, không có cái nào sâu hết. Làm sao có được, tao là người luôn luôn giữ gìn vệ sinh răng mà mày. Bác giữ bằng cách nào chỉ con coi. Thì cũng đơn giản thôi, đơn giản cũng như đang giỡn nha. Chỉ cần thường xuyên đánh răng, sáng ngủ dậy đánh răng, đó, thấy không? Trưa ngủ dậy đánh răng, tối trước khi đi ngủ cũng đánh răng, uống nước trà xong cũng đánh răng, ăn bánh xong cũng đánh răng. Mà nói tóm lại là tối ngày cứ đánh răng không. Mày thấy không, cái xóm này á, mấy cái ông mà tuổi cỡ tao nghe, là húp cháo, còn tao nhai láng hết. Nhai mía nè, cốc ổi nè, cái gì tao nhai cũng được hết. Phải công nhận là cái răng bác Tư tốt thiệt ta. Tốt quá chứ, răng mày chưa chắc tốt bằng răng tao đâu. Đúng rồi. Mà bác Tư biết không, con nghe mấy ông bà già xưa người ta nói đó, cái tuổi tác già như bác này nè, mà răng còn đủ còn tốt đó. Ngoài cái việc nhai cơm, rồi nhai mía, nhai cốc ổi gì nãy bác nói, mà còn nhai luôn cả con cả cháu nữa. Bởi vậy con cháu ngóc đầu lên đâu có nổi, cả đời mạc cộng từ đường gì bác luôn á. Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng quỷ sứ, cái thằng ác ôn mắt dịch vật mày, cái thằng vô duyên, sao mày cứ trù tao hoài vậy mày? Mày ra khỏi nhà tao, đi liền ra ngoài ngay đi. Cái gì kỳ vậy bác Tư? Con nói không đúng rồi sao bác giận như vậy? Con nghe mấy ông bà già xưa nói lợi vậy, con nói vậy thôi chứ cho con ngồi chơi chút mà. Không, tao không muốn nhìn thấy mày nhà tao một phút một giây nào nữa, ra khỏi nhà tao ngay, đi liền. Đừng mà, đừng lôi kéo, để từ từ con đi thôi. Đau quá trời ơi, trời chết tôi à. Tại mày chứ không phải tại tao nghe. Tại bác lâu tôi mới té đó. Nhà có thuốc đỏ không? Không có. Mày ra ngoài đường á, muốn làm gì thì mày làm, ở trong nhà tao á, tao không muốn nghe mày nói nữa, đi liền. Đó. Tôi có nói gì sai đâu. Không thèm thì bắt tôi đi hỏi ông hai cổ đại coi. Tôi có nói gì đâu. Người đâu mà khó quá trời. Cái gì cũng bắt bẻ hết trơn á trời. Quên nữa. Ông Tư ơi, ông Tư, mở cửa tôi nói một câu rồi. Ông Tư. Cái gì đó ông trời đánh mày phá nhà tao hả mày? Ông Tư, phá nhà tao hả gì đó? Bà con ơi, phá nhà tôi nè. Nó phá nhà tôi, nãy giờ nó chửi nó rủa tôi đã vậy, nó muốn phá nhà. Nó không quậy. Không có phá nhà, tôi gõ cửa thôi nghe. Tại vì ai cũng nói tôi vô duyên hết á. Tôi muốn nói cho ông Tư hiểu rằng tôi không có vô duyên. Tôi nói một câu cuối cùng mà tôi đi về nhà tôi ngủ. Mày câm họng lại liền, mày không có nói tiếng nào hết. Câm họng lại liền. Cho nó nói câu đi, cho nó nói câu rồi, cho nó về đi thôi. Trời ơi, cho nó về giùm tôi đi. Tôi không nói là tôi không ngủ được. Dạ không ngủ được. Nói đi. Mày nói cho đàng hoàng nghe, mày nói tầm bậy là cái mỏ mày đắp muối đó. Hồi nãy giờ đó tôi có lỡ nói gì tôi xin lỗi ông Tư được chưa? Đó, nhưng mà nãy giờ tôi có lỡ nói ông Tư đó thì hơi nhiều. Nhưng mà riêng cháu nội ông Tư á, tôi không có nói gì hết trơn cái trời, đúng không? Lát tôi về đó mà nó trúng gió đó, nó bắt phong bắt dịch nó chết, đừng có đổ thừa tôi nha. À giật mày, trời đánh thanh đâm. Mày rửa cháu tao hả? Đánh nó bà con ơi, đánh nó giùm tôi.